Rama. Đầu tiên chúng ta nói tới con Rickettsia. Rickettsia là một loài vi khuẩn có hình dạng thay đổi, có khi là nó đứng thành thành cầu riêng lẻ như thế này, hoặc là từng đám, hoặc là xếp thành đôi. Nhưng mà khi nó có thể là hình trực khuẩn hoặc là hình sợi, cho nên nhìn trên phiên bản chúng ta có thể thấy là nhiều hình dạng. À, vi khuẩn này là vi khuẩn không có lông, không di động, và nó bắt màu gram âm, tức là màu đỏ khi nhuộm gram. Còn để nhuộm diêm sa thì nó bắt màu xanh, còn người mắc chia kilo thì nó nhuộm bắt màu đỏ. Như vậy chúng ta có rất là nhiều phương pháp để nhuộm vi khuẩn này. Về nuôi cấy thì vi khuẩn này ký sinh bắt buộc trong tế bào sống, cho nên là người ta thường nuôi cấy nó trên tế bào thai gà hoặc là gây bệnh thực nghiệm ở các côn trùng tiếp xúc như là bé hoặc là rần. Tuy nhiên ở trong các tế bào sống này, vi khuẩn này nó nhân lên bằng cái cách phân đôi tế bào giống như vi khuẩn thôi. Cái về độc tố thì vi Rickettsia nó sinh ra cái loài độc tố hòa tan ở trong môi trường nuôi cấy và có thể cho gây hoại tử và gây tăng máu. Cho nên người ta đã thử nghiệm tiêm cái độc tố này cho động vật thì là động vật này sẽ chết sau vài giờ. Ngoài ra thì là cái hoạt tính gây bệnh của vi khuẩn này nó còn phụ thuộc vào cái enzyme ly tan huyết và cái độc tố này gắn chặt vào thân vi khuẩn. Độc tố này nó dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ ở 60 độ C trong vòng 30 phút và dẫn đến nguy cơ vận dị tính kháng nguyên của nó. Và độc tố này nó được trung hòa bởi cái kháng huyết thanh đặc hiệu, tức là bởi cái kháng thể đặc hiệu của nó đấy. Về sức đề kháng thì cái KCA này cũng rất là dễ bị tiêu diệt bởi cái sức nóng, độ ẩm, độ khô và các chất hóa học khác. Nó bị bất hoạt ở nhiệt độ thường nhưng tồn tại ở nhiệt độ thấp từ âm 25 độ C tới âm 70 độ C. Về cấu trúc kháng nguyên thì Rickettsia này có kháng nguyên hòa tan và một số cái kháng nguyên chéo. Kháng nguyên hòa tan thì nó có tính đặc hiệu, hiệu nhóm, có cấu trúc là polysaccharide và nó có cấu trúc tương tự với kháng nguyên của proteus. Kháng chéo như bữa trước mình nói rồi, các cái chủng proteus bulgaris là OX19, OX2 hoặc là OXK. Về khả năng gây bệnh của Rickettsia thì Rickettsia nó gây bệnh nó tiến triển khác nhau, nhưng mà nó biểu hiện dễ dàng sốt cũng phát ban. Sốt phát ban là cái biểu hiện lâm sàng chung của cái Rickettsia này. Thì đa số những cái trường hợp nhiễm cái virus này, những vi khuẩn này thì thường nó có những cái tổn thương mạch máu biểu viêm và viêm tắc mao mạch. Thì một số bệnh thường gặp do các Rickettsia gồm có là sốt ban nhiệt tệ này, sốt ban chuột này, sốt ban do ve này, sốt ban do mò này, sốt Quiri hay là sốt hâm hào. Thì thường là các bạn thấy nó liên quan tới cái côn trùng mà tiếp tục trong gia trường bệnh, và những cái côn trùng này đột từ người bệnh sang người lành và nó truyền vi khuẩn, và vi khuẩn nó chui qua vết thương ở da và niêm mạc và nó bắt đầu gây bệnh. Thì bây giờ chúng ta nói tới cái sốt ban nhiệt tệ hay còn gọi là sốt ban do chảy rồng trường bệnh. Thì mầm bệnh của cái thể này là Rickettsia probazaki và mô giới trường bệnh là con rồng, ổ chứa là người bệnh. Cái bệnh thứ hai là sốt phát ban chuột, gọi là sốt ban địa phương, thì mầm bệnh là Rickettsia muscari, mối giữa trường bệnh là con bò, con rần, con chuột hay là con ve chuột, ổ chứa ở đây là chuột cộng và chuột nhắt. Cái số thứ ba là sốt do ve truyền, thì mầm bệnh của nó là Dermatocentrosis, mối giữa trường bệnh của nó là con ve, và bệnh này cũng có tính chất địa phương, những vùng nào mà có ve này thì dễ lây bệnh. Số thứ tư đó là sốt mò hay còn gọi là sốt phát ban rừng mũ, rừng rũ. Mầm bệnh của nó là Rickettsia orientalis. Mối giữa trường bệnh là các loài mò đỏ. Các loài mò đỏ nó khác nhau này. Thì ổ chứa là mò đỏ hoặc là các loài gặp nhầm như chuột đồng, chuột cống. Và ở nước ta, cái mình số mò này cũng gặp ở nhiều nơi. Hay ở Quảng Nam, hay ở Quảng Nam ở đây này, cũng đã có là cái nguồn sốt mò này rất là nhiều này. Thứ năm là sốt Quiri. Số quy trí này thì là mầm bệnh của nó là Rickettsia bunati, và này thì gây nên thương tổn ở phổi hay gặp ở châu Úc, châu Âu hay châu Mỹ. Mối giữa trường bệnh của nó là các isodidis hoặc là các agazodidis, đấy là cái mối ổ chứa chủ yếu là các loài isodidis này. Số thứ sáu đó là số hâm hào. Số hâm hào thì mầm bệnh của nó là Rickettsia quinata, mối giữa trường bệnh của nó là rần, ổ chứa của nó là người. Như là và những người mang mầm bệnh lâu dài thì nó gây ra những cái đợt sốt cũng tách nhau bốn ngày như vậy. Về chẩn đoán cái Rickettsia thì người ta có thể lấy bệnh phẩm của người bệnh là lá máu khi bệnh nhân đang sốt, hoặc là người ta chụp hạch viêm hoặc là nước não tụy chẳng hạn. Còn người trẻ thì người ta có thể mổ tử thi người ta lấy. Còn trong điều tra dịch tễ thì là người ta có thể lấy phụ tạng của các loài gặm nhấm hoặc là các cái côn trùng như ve, bò, mò, rắn
có mà có cường bệnh đó ha. Thì chúng ta có bệnh phẩm chúng ta có thể nhuộm bằng phương pháp nhuộm la maxia telo hoặc là nhuộm miễn dịch thông qua thì chúng ta phát hiện được vi khuẩn. Còn nuôi cấy thì chúng ta sẽ nghiêng nát để cho bệnh phẩm đó và người ta cho vào trong một mũi vô khuẩn để ly tâm, sau đó người ta tiêm trên bào thai gà hoặc là tiêm trên động vật thí nghiệm để nuôi cấy, vì con này nó sẽ cũng bị sinh nội bào cho nên chúng ta nuôi cấy trên cấy để tế bào sống một lần nhé. Còn phương pháp khác để chẩn đoán nữa đó là chúng ta dùng kỹ thuật PCR để đi tìm ADN của PCR. Và về chẩn đoán huyết thanh thì chẩn đoán huyết thanh thì người ta có thể nhiều dùng nhiều phương pháp như là phản ứng những cái đặc hiệu này, phản ứng kỹ thuật bộ thể này, ức chế những cái thông cầu này, miễn dịch thanh quan giải tiết này, thử nghiệm đồng chất đồng vị phóng xạ này, ELISA hoặc không là phản ứng white platelet chẳng hạn, có rất nhiều cái phản ứng để chúng ta dùng, chúng ta xét nghiệm. Tuy nhiên chúng ta tìm kháng thể rickettsia này thì chúng ta phải làm hai lần huyết thanh các bạn nhé, hai lần cách nhau một tuần để chúng ta so sánh về động lực của kháng thể. Về phần mình thì là các bạn nhớ rằng là chúng ta cắt đứt đường lây bằng cách là xua đuổi hoặc tiêu diệt cái côn trùng trung bình ở đây, con bò, con rần, con ve, con mò gì đấy, cách ly những cái bệnh và cái ổ dịch sinh phát ban này xảy ra, và chúng ta tránh tiếp xúc với cái người bệnh thì cũng giảm được cái nguy cơ, hoặc là những người tiếp xúc thì chúng ta có thể cho uống hóa dược dự phòng. Còn phòng bệnh thì chúng ta có thể dùng vaccine miễn dịch để chủ động, và vaccine sống phối hợp với kháng sinh thì có thể là dùng cho những cái động vật và nó gây miễn dịch tốt đối với động vật. Về điều trị thì hiện nay chúng ta có rất là nhiều loại kháng sinh để điều trị, ví dụ như là azithromycin, bleomycin, vincomycin hoặc là propionolone chẳng hạn. Tuy nhiên đối với phụ nữ trẻ có thai và trẻ em thì người ta có thể dùng thêm cái kháng sinh là rifampicin. Thì kháng sinh có tác động ức chế cái vi khuẩn này, do đó nó có ý nghĩa trong việc giảm tỷ lệ tử vong cũng như là rút ngắn thời gian sống của cái bệnh sốt phát ban do rickettsia này. Đó là con thứ nhất, con rickettsia. Con thứ hai là con chlamydia. Chlamydia là những cái vi khuẩn rất là nhỏ mà nó không di động, nó có dạng hình cầu và người ta nhuộm nó bằng xanh methylene hoặc là maxiatello. Thì quá trình phát triển của vi khuẩn này nó nối tiếp giữa cái hai thể là thể cơ bản và thể lưới. Thể cơ bản thì đường kính của nó khoảng là 300 nanomet có vỏ cứng, và cái thể lưới thì đường kính của nó khoảng 1000 nanomet và nó thích hợp với nhân lên trong cái tế bào. Thì thể ngoài hai thể này thì những cái thể trung gian khác cũng có thể bắt màu khi chúng ta nhuộm trên da hoặc là nhuộm mắt chiatello. Đây là cái quá trình và phát triển của vi khuẩn trong tế bào. Vi khuẩn chlamydia này nó ái được đối với các tế bào niêm mạc, đặc biệt mô niêm mạc, và nó xâm nhập vào trong các tế bào này theo cái cơ chế ẩm bào. Thì trong khoảng 8 giờ đầu tiên thì các thể cơ bản nó sẽ tổ chức tạo thành các thể lưới này, nó xâm nhập vào trong tế bào và nó tổ chức là tạo các thể lưới. Và trong quá trình nhân lên này thì nó nhân lên bằng cách phân đôi thôi. Thì sau 24 giờ thì các thể lưới này nó được tổ chức thành những cái thể cơ bản nằm trong một cái thể vui lớn trong cái tế bào. Sau đó thì cái thể vui này lớn dần ra và nó sẽ làm vỡ tế bào và nó giải phóng các tiểu thể. Như cái tiểu thể này nó là đi xâm nhập các tế bào khác như vậy. Và người ta thấy là cái quá trình mà xâm nhiễm làm cho một tế bào này nó chết, nó vỡ thì khoảng trung bình là 40-60 giờ. Về sức đề kháng thì chlamydia này nó rất yếu và nó sẽ bị tiêu diệt bởi sức nóng, tiết cực tím và chất sát khuẩn. Người ta thấy rằng là không bảo vệ được cái vi khuẩn này trong glycerin, tuy nhiên là trong cái nhiệt độ đông lạnh thì có thể bảo vệ được vi khuẩn. Thì về phân loại vi khuẩn thì có nhiều cái tác nhân gây bệnh cho chlamydia và người ta phân loại theo cái cách gây bệnh của các loại vi khuẩn. Thì người ta thấy có những cái vi khuẩn gây bệnh ở người như là chlamydia trachomatis, chlamydia lymphoglanulomato, chlamydia pitezi chẳng hạn, hoặc là chlamydia oculorenalis. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới là khả năng gây bệnh của một số loại vi khuẩn chlamydia hay gặp ở người. Thứ nhất là bệnh chlamydia trachomatis. Thì vi khuẩn này có 18 kỹ thuật khác gặp nhau và kỹ hiệu từ A cho đến K đến L123. Thì trachomatis này nó có thể gây nên cái bệnh mắc hộp, bệnh viêm đường tiết niệu sinh dục và bệnh lymphoglanulomato. Đối với cái bệnh mắc hộp thì thường là do chlamydia trachomatis tiếp A tới tiếp C gây ra. Bệnh này hay xảy ra ở xứ nóng và đã rất có rất là nhiều người mắc cái bệnh này, cũng như là có rất nhiều người có biểu hiện mù loà, phải 6 triệu người rồi này. Thì bệnh mắc hộp này nó tiến triển qua bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là viêm kết mạc mắt ở cái thể nang kèm theo của bộ nhiễm vi khuẩn
Giai đoạn thứ hai là các cái viêm kết mạc này thành tạo thành những cái thể hạt, người ta gọi là viêm kết mạc không thể hạt. Giai đoạn thứ ba là nó xuất hiện những cái biến chứng cơ học như sẹo, loét và có bồi nhiễm. Và giai đoạn thứ tư là sự quá trình hồi phục kèm theo có sẹo giải kết mạc, có loét giải mạc hoặc là có thể bùn lợn mù loà nếu như chúng ta không điều trị tích cực. Và đối với cái bệnh mắc hộp này thì người ta điều trị bằng cái thuốc mở kháng sinh mở tetracycline ngay cả 2-3 lần và kéo dài cả tháng, chúng ta phải điều trị cái bệnh mắc hộp này. Cái bệnh thứ hai là bệnh viêm đường tuyến liệt sinh dục, gồm có cái chủng là chlamydia trachomatis type D tại tuyến ca. Thì hiện nay cái bệnh này nó gia tăng và nó gây ra nhiều cái biến chứng nặng, với nó gây nhiễm ở cả nam và nữ. Ở nam thì biểu hiện là viêm liệu đạo ban đầu, sau đó nó dẫn tới viêm màng hoặc tuyến hoàn và nó có thể gây nên cái biến chứng vô sinh. Ở nữ thì biểu hiện ban đầu là viêm cổ tử cung, sau đó viêm liệu đạo, nếu không điều trị tốt thì có thể bị nhận tới viêm đường sinh dục thấp, rồi là nó gây viêm cái vòi trứng và nó gây tắc cái vòi trứng này làm cho biến chứng thai ngoài tử cung hoặc là vô sinh. Thì trẻ sơ sinh có thể lây nhiễm từ mẹ qua rau thai hoặc là khi sinh nó đi qua cái đường âm đạo của mẹ đi qua cổ tử cung thì có thể gây nên viêm các mẹ kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh như thế này, do cái chlamydia cái cô mất tích này. Bệnh thứ ba đó là bệnh lymphogranulomatosis. Đây là một bệnh viêm hạch bạch huyết khoa liệu hay còn gọi là bệnh Nicolas Faber, do cái chlamydia trachomatis type L123 gây ra. Thì bệnh này lây truyền qua đường sinh dục và sau khi tiếp xúc với người bệnh khoảng 3-26 ngày thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của đường sinh dục như các cái biểu hiện ở cái vệt loét ở đầu quy đầu này, hậu môn hay âm hồ chẳng hạn. Các vệt loét này nó thoáng qua và lành không để lại sẹo, nhưng sau đó từ 1-2 tháng thì nó xuất hiện nhiều cái hạch bèn và nó tập trung thành từng khối lớn rồi nó do ra bên ngoài giống như các cái tổ ong hay là mình tưới á, là do cái mũ ra ngoài. Thì viêm hạch bèn này lành cũng có thể để không để lại sẹo, tuy nhiên nó có thể gây nên những cái biến chứng như hẹp hậu môn trực tràng, phù chân voi, viêm não màng não hay đau khớp, kèm theo là các triệu chứng toàn thân như sổ và bạch to. Bây giờ bệnh tiếp theo đó là cái bệnh sốt vẹt, sốt viêm do cái chlamydia pitaji gây ra. Thì cái vi khuẩn này nó có thời gian ủ bệnh từ 1-2 ngày và nó khởi phát đột ngột hoặc âm ỉ biểu hiện bởi là sốt đau đầu ớn lạnh và một tình trạng viêm phổi không điển hình. Thì mầm bệnh của cái bệnh này đó là những cái loài chim nuôi và chim hoang dại. Chim nuôi thì như bồ câu này, vẹt này, gà vịt này, cho nên mình gọi bệnh này là bệnh sốt vẹt sốt chim là vậy á. Bệnh này lây qua đường hô hấp hoặc là qua vết thương, vi khuẩn nó xâm nhập vào máu rồi đến phổi và hoặc là từ người này lây qua người khác qua đường hô hấp. Bệnh này cũng điều trị được bằng cái kháng sinh tetracycline hoặc là sulfamic. Nhưng các bạn chú ý là streptomycin thì không có tác dụng đối với da vi khuẩn này. Bệnh thứ ba đó là viêm phổi do chlamydia pneumonia gây ra. Thì bệnh này nó biểu hiện bởi cái viêm phổi kẽ hoặc là viêm phế quản hoặc là viêm xoang viêm họng, thường hay gặp ở tuổi vị thanh niên người già, thì là biểu hiện lành tính hơn hoặc là không có triệu chứng. Thì về chẩn đoán thì là vi khuẩn chlamydia là vi khuẩn ký sinh tế bào, cho nên khi gặp bạn lấy mẫu nghiệm bạn cần phải lấy một ít tế bào ở biểu mô đó, ví dụ như là mình phải nào dịch nhiều đào này, dịch tiên niệu viện, tất cả mình phải nào lấy được một ít tế bào ở cổ tử cung này hay là mẫu sinh tiết và trưởng là dịch tử cung âm đạo. Còn đối với cái mắc mắc mà trong cái mắc khô ấy, chúng ta cũng nào cái mắc mắc đó làm lấy được cái dịch và dịch tiết mũi hầu hay là dịch phế quản hay là phế quản, đó là các bệnh phẩm chúng ta có thể tìm thấy là chlamydia. Và các bạn học tiến hành là nhuộm soi hoặc là phân lập trên nước cái tế bào hoặc là có thể xác định bằng các thuốc miễn dịch. Đối với nhuộm soi thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là nhuộm chim sa hoặc là nhuộm mắt Adelo, được chưa? Thì bạn có thể thấy cái tiểu thể ưa axit kiềm hoặc là ở trong cái ngoài tế bào. Còn phân lập thì chúng ta phân lập trên các tế bào sống như là tế bào và trứng cá ốc chẳng hạn. Còn là xác định bằng các thuốc miễn dịch như là miễn dịch liên quan trực tiếp, miễn dịch ELISA. Và hiện nay chúng ta cũng có thể dùng một phương pháp là phức đại chuyển gen để chúng ta chẩn đoán nhiễm trùng chlamydia trachomatis này.
Về chẩn đoán gián tiếp thì chúng ta đi tìm kháng thể trong huyết thanh của người bệnh bằng nhận các phản ứng như là phản ứng vi lượng miễn dịch thông qua hoặc là ELISA. Tuy nhiên phải làm phản ứng huyết thanh hai lần cách nhau 2 tuần để tìm hiểu các kháng thể. Đó là cái điều của bạn lưu ý. Bây giờ về phòng ngừa thì đối với bệnh mắc hột thì là bệnh này dễ lây lan khi chúng ta dùng chung các vật dụng chung, cho nên là không dùng kháng chung hoặc là đảm bảo cái nguồn nước sạch trong sinh hoạt thì cũng giảm được cái bệnh này. Đối với những bệnh lây truyền qua đường sinh dục tiết niệu thì cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời, ví dụ như phát hiện một người chồng bị thì phải điều trị luôn cả vợ, phát hiện vợ bị thì điều trị luôn cả chồng, và có cái biện pháp phòng bệnh cho để chồng vợ chồng bài trừ nại dâm hoặc là giáo dục tỷ sức khỏe giới tính sức khỏe tình dục chẳng hạn. Và việc phòng bệnh bằng vaccine thì hiện nay vẫn chưa được thực hiện vì nó đang nghiên cứu. Còn điều trị thì hồi nãy mình nói rồi, có những cái kháng sinh điều trị được chlamydia này đó là tetracycline, sulfamid hoặc là erythromycin. Đó là con vi khuẩn thứ hai. Con vi khuẩn còn lại cuối cùng đó là mycoplasma. Mycoplasma là một loại vi khuẩn không có vách tế bào cho nên nó khó nhuộm bởi thế các loại thuộc đường khuôn, thuộc thường kiêm. Hình thể nó cũng khác nhau, nó thay đổi tùy theo cái môi trường nước ấy, cho nên bạn thấy trên cái kia bảng ấy, nó cũng hỗn độn là hình thể. Và người ta có thể nhuộm nó bằng cái phương pháp nhuộm xin diêm xa hoặc là người ta soi để tìm hiểu vi nền đen. Về nước cấy thì mycoplasma này cũng có thể nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo ha. Nó có thể là nuôi cấy được trong cái tế bào sống, mà cả cái hai loại kia thì nó đã cấy được trên môi trường nhân tạo rồi. Tuy nhiên là trên môi trường lỏng thì cũng khó quan sát được cái vi khuẩn này mọc, bởi vì nó mọc nó vẫn không làm cho ta canh thang này nó trong suốt. Về sức đề kháng thì mycoplasma này cũng tương đối mềm với là trường hợp đóng băng rồi là tan băng. Trong huyết thanh thì nó có thể tồn tại 56 độ C trong vòng 2 giờ. Vi khuẩn này cũng dễ bị phân hủy bởi là siêu âm và pH acid hoặc là kiềm. Thì về khả năng gây bệnh của mycoplasma thì mycoplasma cũng là một loại vi khuẩn có ái tính đối với niêm mạc đường hô hấp hoặc là đường sinh dục. Đa số các vi khuẩn này thì sợ hoại sinh, nhưng mà có 4 loại gây bệnh ở người, gây bệnh ở đường hô hấp và đường sinh dục, như là mycoplasma pneumonia, homitis, gentianium và urea lyticum. Thì bây giờ chúng ta nói tới là khả năng gây bệnh của từng loại vi khuẩn. Thứ nhất là mycoplasma pneumonia là tác nhân gây viêm phổi tiến phát không điển hình ở người. Biểu hiện trên lâm sàng là sốt, đặc run, tỏa mồ hôi, ho khan dữ dội, khó thở và đau ngực. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào nhưng thường gặp ở trẻ em. Thì mycoplasma pneumonia này thường gây ra những cái phù dịch nhỏ vào mùa xuân hoặc là mùa thu. Và thứ hai đó là mycoplasma urea lyticum và mycoplasma gentialium thì gây đến viêm niệu đạo, áp xe kính Bartholin hoặc là viêm quả trứng. Và mycoplasma homitis thì là gây nên viêm khung chậu ở cái phụ nữ có thai và có thể gây nên sảy thai. Còn những trẻ sơ sinh có thể bị viêm phổi, nhiễm trùng máu hoặc là nhiễm trùng mạc não thì do người mẹ này bị nhiễm trùng sinh dục và có thể lây qua cho con. Về chẩn đoán thì người ta có thể lấy bệnh phẩm đem đi nuôi cấy, đúng không? Bệnh phẩm thì là có thể lấy là dịch rửa phế quản hay chất bạch tuyến của phổi hoặc là các dịch từ cấy đường sinh dục. Thì người ta nuôi cấy trên các môi trường chọn lọc như vậy và khi định danh ra vi khuẩn. Và người ta có thể chẩn đoán bằng các cái phản ứng như là phản ứng kết hợp cụ thể, phản ứng ức chế những cái thông cầu hoặc ELISA. Tuy nhiên thì trong cái chẩn đoán huyết thanh này thì chúng ta phải nhớ phải làm 2 lần để tìm được cái của kháng thể. Đó là cái nội dung của cái 3 loại vi khuẩn mình trình bày của trong bài cuối cùng, đó là bài của Fricassia, Chlamydia và Mycoplasma. Như vậy với cái bài này thì các bạn có cái ý kiến gì không ạ? Mình còn khoảng là 10 phút để chúng ta trao đổi. Các bạn có thể trao đổi và thắc mắc thì chúng ta hỏi. Có ai có ý kiến gì không? Tâm An có ý kiến không? Tâm An alo, Thanh Bình có ý kiến chứ không? Thanh Bình rồi, hai bà không có mặt đây rồi. Hân Hân có ý kiến chứ không? Hân dạ không ạ. Quốc có ý kiến chứ không? Quốc dạ không ạ. Lập trưởng mình đâu rồi? Lập trưởng đâu rồi? Dạ đây. Rồi, cô nói này,
là bắt bạn mình có cái thì thông báo là tuần sau và chưa tiến hành thi học kỳ được chưa? Là nhận nhận chưa? À nhận thông báo rồi, như vậy là tuần sau á, và tuần sau nữa trong hai nhà anh những cái tuần mà mình vẫn còn tiếp tục học mà chưa thi học kỳ, vì học kỳ mình sẽ chuyển sang vào tháng 12 thì lớp chúng ta sẽ cho cô 2 buổi để kiểm tra 2 bài cuối cùng được chưa nè, thời gian để kiểm tra 2 bài cuối cùng ấy, mình có 2 bài kiểm tra nữa mà các bạn hiểu chưa nè? Dạ, rồi nội dung hả? Nội dung